Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 5 Thưởng thức phòng tránh một số loại bom đạn và thiên tai. Trong bài 5 thì gồm có 2 tiết. Tiết 34, bom đạn và cách phòng tránh. Tiết 35, thiên tai, tác hại của chúng và cách phòng tránh. Và chúng ta sẽ đi vào lần lượt từng nội dung một. Nội dung đầu tiên chúng ta sẽ học đó là tiết 34, bom đạn và cách phòng tránh. Như chúng ta đã biết, trong các cuộc chiến tranh xâm lược và chống phá Việt Nam, kẻ địch đã dùng nhiều loại bom đạn để đánh phá và hủy diệt sự sống của ta, gây cho nhân dân ta những thiệt hại vô cùng to lớn cả về người và của. Hơn thế nữa là hủy diệt môi trường sống, để lại di chứng chiến tranh cho các thế hệ kế tiếp. Và sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về một số đặc điểm và tác hại của một số loại bom đạn và thiên tai. Loại thứ nhất chúng ta tìm hiểu đó là tên lửa hành trình hay còn gọi là Tomahawk. Đây là loại tên lửa được phóng đi trên đất liền, trên tàu lỗi, tàu ngầm hoặc trên máy bay, được điều khiển bằng nhiều phương pháp theo chương trình tính sẵn đến mục tiêu đã định, dùng để đánh các mục tiêu cố định như nhà ga, nhà máy điện, cầu lớn, cơ quan lãnh đạo, chỉ huy, các thành phố lớn, nơi tập trung đông dân cư. Loại thứ hai chúng ta tìm hiểu đó là bom có điều khiển. Nó là loại bom thường được dùng trước đây, nhưng chúng được lắp thêm bộ phận tự động điều khiển, có khả năng bám mục tiêu và điều khiển quỹ đạo bay để tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác cao, sai số trúng đích là 5 đến 10 mét. Và loại bom thứ hai chúng ta tìm hiểu đó là bom CBU-55 hay còn gọi là bom phát quang, dùng để phát quang cây cối, dọn bãi đổ bộ cho máy bay lên thẳng hoặc dùng để gây tâm lý hoang mang cho đối phương bởi uy lực hủy diệt của chúng. Bán kính sát thương có thể lên đến 50 mét. Và các em chú ý quan sát, đây là một số hình ảnh về bom CBU-55. Loại bom thứ ba chúng ta tìm hiểu đó là bom GBU-17. Đó là bom xuyên tự dẫn bằng laser bán chủ động, dùng để đánh các công trình kiên cố như hầm ngầm, bê tông. Loại bom thứ tư chúng ta tìm hiểu đó là bom GBU-29, 30, 31, 32, 15, JDAM. Đó là loại bom tiến công trực tiếp vào các mục tiêu kiên cố như cầu cống, sân bay, đài phát thanh, truyền hình. Loại bom thứ 5 chúng ta tìm hiểu đó là bom hóa học. Đó là loại bom chứa các loại khí độc, chủ yếu để sát thương sinh lực đối phương, kích thích chảy nước mắt, rát bỏng, ho, ngứa, gây suy nhược thần kinh, chóng mặt, buồn nôn, dị ứng toàn cơ thể. Ngoài các loại bom trên thì người ta còn sử dụng bom cháy, bom mềm, bom điện tử, bom từ trường để tiêu diệt các mục tiêu. Vừa rồi chúng ta vừa tìm hiểu một số loại bom đạn thường được dùng. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 nhỏ, một số biện pháp phòng tránh thông thường. Thứ nhất đó là tổ chức trinh sát, thông báo, báo động. Mục đích đó là nhằm phát hiện các hoạt động đánh phá của máy bay địch để kịp thời thông báo, báo động cho nhân dân phòng tránh. Thứ hai là ngụy trang, giữ bí mật, chống trinh sát của địch. Thứ ba là làm hầm hố để phòng tránh bom đạn.
Thứ tư là sơ tán, phân tán các nơi tập trung đông dân cư, các khu công nghiệp, khu chế xuất, tránh tập trung đông người. Và thứ năm là đánh trả. Và cuối cùng đó là khắc phục hậu quả. Khắc phục hậu quả thì chúng ta cần, thứ nhất đó là cứu chữa người bị nạn, dập tắt đám cháy, chôn cất người chết, làm vệ sinh môi trường, giúp đỡ gia đình có người bị nạn, ổn định đời sống, đánh dấu những chỗ nguy hiểm nhưng bom nổ chậm, khôi phục sản xuất sinh hoạt. Các em chú ý, hiện nay trên đất nước ta tuy không còn chiến tranh nhưng bom đạn của địch vẫn còn sót lại trong lòng đất ở nhiều nơi. Vì vậy, khi phát hiện bom đạn phải giữ nguyên hiện trường, báo cáo ngay với người có trách nhiệm để xử lý kịp thời, tuyệt đối không làm thay đổi vị trí cũng như tự ý xử lý các loại bom đạn mà mình phát hiện. Bom đạn còn sót lại trong chiến tranh, các em quan sát một số hình ảnh. Như vậy là vừa rồi chúng ta vừa tìm hiểu một số loại bom đạn và cách phòng tránh. Sau đây chúng ta sẽ sang nội dung thứ hai, đó là tiết 35, thiên tai, tác hại của chúng và cách phòng tránh. Nội dung thứ nhất chúng ta tìm hiểu đó là các loại thiên tai chủ yếu ở Việt Nam, bao gồm thứ nhất là bão. Bão là một trong những thiên tai chủ yếu và nguy hiểm ở Việt Nam, thường gặp lúc chiều cường, nước biển dâng cao kèm theo mưa lớn kéo dài gây ra lũ lụt. Và đây là hình ảnh của một số sức tàn phá của bão. Các em quan sát. Thiên tai thứ hai chúng ta tìm hiểu đó là lũ lụt. Lũ ở Bắc Bộ hàng năm có 3 đến 5 trận, kéo dài 8 đến 15 ngày. Lũ ở các sông miền Trung thường xuất hiện từ tháng 6 đến tháng 12. Lũ ở khu vực Tây Nguyên mang đặc điểm lũ núi, lũ quét. Lũ ở các sông miền Đông Nam Bộ có đặc điểm không lớn nhưng thời gian ngập lũ kéo dài. Lũ ở các sông đồng bằng sông Cửu Long thường diễn biến chậm, kéo dài 4 đến 5 tháng. Chúng ta sang phần 2 nhỏ, tác hại của thiên tai. Thiên tai làm cản trở sự phát triển kinh tế xã hội, gây ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh, phá hủy các công trình quốc phòng an ninh, làm suy giảm nguồn dự trữ quốc gia. Ba nhỏ, một số biện pháp phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Thứ nhất, chấp hành nghiêm về công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Thứ hai, tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội có liên quan đến phòng chống lũ lụt như trồng rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng ngập mặn. Thứ ba, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Thứ tư, hợp tác quốc tế về cảnh báo, dự báo, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Thứ năm, chuẩn bị các phương tiện cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn. Thứ sáu, cứu trợ, khắc phục hậu quả. Thứ bảy, tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trong công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Loại thiên tai thứ ba mà chúng ta tìm hiểu đó là lũ quét, lũ bùn đá. Thường xảy ra ở vùng đồi núi,
nơi có độ dốc lớn, cường độ mưa lớn kéo dài. Thiên tai thứ tư chúng ta tìm hiểu đó là ngập úng. Ngập úng do mưa lớn gây ra tuy ít gây tổn thất về người nhưng ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và môi trường sinh thái. Thiên tai thứ năm chúng ta tìm hiểu đó là hạn hán. Nó là loại thiên tai đứng thứ ba về mức độ thiệt hại sau bão, lũ. Hạn hán kéo dài sẽ dẫn đến nguy cơ sa mạc hóa ở các vùng, đặc biệt là vùng Nam Trung Bộ, vùng cát ven biển và vùng đất dốc thuộc Trung Du miền núi. Như vậy, cô và các em vừa tìm hiểu xong bài 5 thưởng thức phòng tránh một số loại bom đạn và thiên tai. Các em ở nhà ôn tập thêm để nắm chắc kiến thức nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.